Xin chào ngày mới quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Đầu tuần thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục là nắng nhiều và nóng. Cụ thể là tại thành phố Cần Thơ, dự báo mức nhiệt ngày hôm nay cao nhất là 33 độ C và mức nhiệt này thì sẽ còn duy trì 2 ngày tiếp theo nữa. Trời nóng và lại còn khô hầu khắp các ngày, độ ẩm đều không vượt quá ngưỡng 55%. Quý vị cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cháy nổ, nhất là ở những kho xưởng hay là những nơi mà có lượng hàng hóa nhiều vào dịp cuối năm. Nhiều nơi khác ở tại khu vực miền Tây Nam Bộ cũng sẽ nóng rõ vào trưa và chiều ngày hôm nay. Có thể kể tới như là tại Châu Đốc, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu hay là Sóc Trăng, mức nhiệt phổ biến trong ngưỡng là 32 đến 34 độ C. Miền Đông Nam Bộ vẫn là nơi mà nhiệt độ cao hơn cả, nhiều điểm nắng nóng 35 độ C. Xin được chuyển sang thông tin Tại thành phố đảo Phú Quốc, ngày hôm nay thì cũng nắng nhiều với mức nhiệt khoảng 32 độ C. Tuy nhiên ở đây do bốn bề là biển cho nên bầu không khí có phần thoáng đẳng hơn so với ở trên đất liền. Tàu thuyền mà ra vào đảo Phú Quốc cũng như là Nam Du và Thổ Chu, thời tiết tốt, gió khoảng cấp 4 đến cấp 5, trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Còn đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì có gió khoảng cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng cao khoảng từ 2 đến 4 m.